Hôm nay mình sửa cái bàn phím này. Đó, nó liệt nguyên một cột luôn này. Hôm bữa mình thấy liệt có mỗi chữ H, mình đã thay chữ H sang hai phím này thay với nhau mà bữa nay vẫn bị liệt, phát hiện bị liệt nguyên cột luôn. Mình có tìm hiểu trên mạng là người ta nói là do liệt là do cái đèn led bị chập đèn led cho nên nó liệt. Chỗ này này có cái đèn led ngay phím Y là tắt luôn này. Này chắc chập đèn led luôn này. Giờ cắt cắt tốt nhất là tháo cái đèn led bỏ đi là xong. Giờ mình test lại lần cái bàn phím này. Giờ mình test lại thử. Giờ thì nó lại chữ Y nó lại lên nha. Không được đó, có lúc không bấm lúc không có lại có này. Mấy này bấm thì có, còn phím Y thì lúc có lúc không đó. Nói chung là liệt nguyên một hàng. Phím L cũng vậy, lúc có lúc không phím L đó. Khả năng là chập đèn led. Giờ mình sẽ tháo màn phím ra. Tháo cái đèn. Giờ mình tiến hành tháo màn phím ra. Cái dưới bên này nha. Giờ mình kiểm tra mấy cái đèn lên này. Này nó bị liệt hàng phím này. Kiểm tra mấy cái bóng lên này xem nó có bị thông mạch. Nếu mà thông mạch nó là ta điện trở nó thấp á, thì mình phải thay, mình phải tháo bỏ đi. Giờ bật lên, bật đo đo thông mạch, không đo điện trở, bật cái đo điện trở bình thường là nó mega ohm nha. Mega ohm. Mega ohm. Mega. Ohm này, cái này không được. Lỗi cái này rồi.
nó lên ohm chứ không phải mega ohm. Cái led này bị lỗi. Con này bị lỗi. Này hiện lên 36 ohm. Bây giờ mình sẽ đo hết toàn bộ màn phím xem con nào bị lỗi, mình bỏ ra hết. Tháo bỏ mấy bóng lên bị lỗi. Sử dụng cái hút chì này, tại vì cái này nó có hai đầu, led có hai đầu, nếu không hút chì nó khó tháo. Rồi giờ mình tháo hết nha, tháo hết mấy cái hư. Giờ test lại màn phím xem sao. F5 là nhận rồi, nãy F5 không nhận. Tiếng là nhận hết nha.